chào quý vị và các bạn đang theo dõi video giới thiệu Hyundai Accent 2018 thế hệ hoàn toàn mới ngày hôm nay. Thưa quý vị, năm 2017 có thể nói là một năm với nhiều dấu mốc quan trọng của tập đoàn thành công khi chính thức liên doanh sản xuất lắp ráp xe du lịch cùng tập đoàn Hyundai Motor vào tháng 3 năm 2017 và tiếp tục liên doanh sản xuất lắp ráp và phân phối xe thương mại vào tháng 8 năm 2017. Với hai liên doanh này, Hyundai thành công không chỉ đáp ứng cho thị trường trong nước mà còn xuất khẩu sang các nước khác trong khu vực. Hyundai Accent 2018 được sản xuất và lắp ráp tại nhà máy Hyundai thành công Ninh Bình chỉ sau vài tháng được ra mắt trên toàn thế giới, phần nào đã thể hiện những nỗ lực của Hyundai thành công trong việc mang tới những sản phẩm mới nhất, hiện đại nhất cũng như phù hợp nhất với người tiêu dùng Việt Nam. Hyundai Accent ra mắt lần đầu tiên vào năm 1994. Kể từ đó, chiếc xe sedan cỡ nhỏ của Hyundai ngày một phát triển và phổ biến trong thị trường. Accent thế hệ mới được giới thiệu là thế hệ thứ 5, đánh dấu bước phát triển đột phá của mẫu xe. Có thể coi Accent thế hệ mới là sự kết hợp giữa nền tảng của thế hệ trước cùng những công nghệ đột phá của Hyundai áp dụng. Về tổng thể, Accent hoàn toàn mới được nâng cấp từ thiết kế nội ngoại thất táo bạo và tinh tế, tiện nghi hiện đại, khả năng vận hành bền bỉ cùng cảm giác lái được nâng cấp rõ rệt. Hyundai Accent 2018 được thiết kế theo ngôn ngữ điêu khắc dòng chảy 2.0, mang tới một dáng vẻ trang nhã, lịch lãm nhưng cũng rất là thể thao. Chiếc xe sở hữu chỉ số cản gió 0.28cd, mang tới cái khả năng giảm thiểu được độ ồn cho Hyundai Accent khi chạy ở tốc độ cao và khả năng tiết kiệm nhiên liệu tối đa. Hyundai Accent 2018 dài hơn thế hệ trước 70mm, chiều rộng được tăng thêm 29mm và chiều dài cơ sở được nới thêm 30mm, mang tới một dáng vẻ bề thế cũng như một không gian nội thất rộng rãi và thoải mái cho tất cả các hàng ghế. Hyundai Accent 2018 thế hệ hoàn toàn mới có chiều dài rộng cao lần lượt là 4.440mm, 1.729mm và 1.460mm, chiều dài cơ sở 2.600mm, mang tới một không gian rộng rãi bậc nhất phân khúc. Accent 2018 thể thao hơn với lưới tản nhiệt dạng thác nước mới, Cascading Grille. Đi cùng hai bên lưới tản nhiệt là đèn LED định vị ban ngày, Daytime Running Light, cụm đèn projector cho cả hai chế độ pha cốt, kết hợp đèn hỗ trợ chiếu góc SBL làm tăng hiệu quả chiếu sáng cũng như vẻ hiện đại. Bên cạnh đó, các đường gân dập nổi dọc thân xe kết hợp cùng cụm đèn hậu LED 3D cá tính vừa cũng làm tăng thêm vẻ lịch lãm cho Accent 2018. Hyundai Accent 2018 cũng được trang bị chìa khóa thông minh Smart Key. Chìa khóa này cũng được thiết kế hoàn toàn mới, trông rất là đẹp và bắt mắt. Với chìa khóa thông minh Smart Key, chúng ta chỉ cần nhấn một nút vào tay nắm cửa là có thể đóng cửa hoặc mở cửa mà không cần phải nhấn nút ở trên chìa khóa. Và khi chìa khóa đã sẵn sàng ở trong túi quần, chúng ta có thể mở được cốp sau xe mà không cần phải thao tác vào bất kỳ nút nào cả. Đây là tính năng Smart Trunk, mở cốp thông minh mà lần đầu tiên chúng ta thấy xuất hiện ở trong phân khúc của Accent. Thưa quý vị, Hyundai Accent 2018 cũng được trang bị nút bấm khởi động. Do đó chúng ta chỉ cần nhấn nút, toàn bộ hệ thống trong xe đã được khởi động một cách rất là nhanh chóng và dễ dàng. Hyundai Accent 2018 được trang bị ghế da cao cấp với hai tông màu, giúp cho tất cả các vị trí ngồi trong xe đều có những cảm nhận thoải mái và dễ chịu. Ghế lái của chiếc xe được điều chỉnh 6 hướng, vô lăng được điều chỉnh 4 hướng. Do đó chúng ta dễ dàng tìm được một vị trí ngồi thoải mái nhất ở trong Hyundai Accent 2018. Vô lăng của chiếc xe được bọc da cao cấp cũng như được trang bị rất là nhiều các phím điều khiển chức năng. Ở bên tay trái là các phím điều khiển về âm lượng cũng như đàm thoại rảnh tay. Bên tay phải là chức năng điều khiển hành trình Cruise Control cũng như các điều khiển khác ở trên màn hình công tơ mét. Một điểm đáng chú ý bên trong nội thất chính là màn hình giải trí 7 inch được kết nối thông qua USB, được kết nối thông qua Bluetooth hay Apple CarPlay và cũng được phát nhạc, phát video thông qua hệ thống 6 loa xung quanh xe khá là chất lượng. Bên cạnh đó, màn hình cũng tích hợp hệ thống dẫn đường quen thuộc do Hyundai phát triển dành riêng cho Việt Nam. Hệ thống dẫn đường còn tích hợp rất nhiều thông tin khác như thông tin đại lý, hệ thống nhà hàng, khách sạn, trạm xăng, giúp những gia đình trẻ có thể vi vu trên mọi nẻo đường mà không phải lo lắng bất cứ điều gì.
Các hệ thống tính năng khác của Accent 2018 cũng phải nhắc đến như hệ thống điều hòa tự động tích hợp khử ion, cửa sổ trời, rất nhiều ngăn chứa đồ xung quanh xe, ngăn chứa đồ phía trước tích hợp làm mát, hàng ghế sau gập 60-40, cổng sạc cho hàng ghế sau, đèn pha tự động, cảm biến gạt mưa tự động, v.v. Sẵn sàng mang đến cho bạn một chiếc xe đầy đủ những tiện nghi cao cấp hàng đầu trong phân khúc. Thưa quý vị, Hyundai Accent 2018 được trang bị động cơ Kappa 1.4 lít cùng hai lựa chọn hộp số là hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số tự động 6 cấp, mang tới khả năng vận hành linh hoạt, êm ái cũng như tiết kiệm nhiên liệu. Động cơ Kappa 1.4 lít trên Accent cho công suất cực đại lên tới 100 mã lực tại vòng tua 6.000 vòng trên phút, mô men xoắn cực đại đạt 132 Nm tại vòng tua 4.000 vòng trên phút. Đây là khối động cơ được tinh chỉnh với thiết kế van nạp, van xả mới, điều chỉnh thời điểm đóng mở thông minh, giúp tăng cường áp lực khí nén vào động cơ, nâng cao công suất mà vẫn đảm bảo độ bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu cho xe. Bên cạnh đó, hộp số tự động 6 cấp mới được áp dụng tỷ số truyền mới, chiếc xe đem đến khả năng tăng tốc mạnh mẽ, chuyển số mượt mà và tối ưu cho việc tiêu hao nhiên liệu. Hộp số sàn 6 cấp cho khả năng chuyển số nhẹ nhàng cùng tiết kiệm nhiên liệu tối đa, đem đến khả năng điều khiển dễ dàng và thú vị cho người lái. Hyundai Accent 2018 được lắp ráp và sản xuất tại nhà máy Hyundai Thành Công Ninh Bình trên dây chuyền công nghệ hiện đại bậc nhất trong khu vực. Đáng chú ý là dây chuyền hàn robot tự động hoàn toàn, mang đến độ chính xác tuyệt đối. Chiếc xe được sử dụng công nghệ thép cường lực với toàn bộ thân xe chiếm tỷ lệ 54,5%. Cải tiến độ vặn xoắn thân xe 32% mang tới cho chiếc xe một khả năng vận hành bền bỉ, an toàn và mạnh mẽ. Hyundai Accent 2018 được trang bị các hệ thống an toàn cao cấp bậc nhất trong phân khúc, bao gồm hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hệ thống phân bổ lực phanh điện tử EBD, hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA, hệ thống cân bằng điện tử ESC, hệ thống kiểm soát thân xe VSM, hệ thống chống trộm Immobilizer, hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC, hệ thống cảm biến lùi, hệ thống an toàn 6 túi khí. Vâng, thưa quý vị, tôi đang cầm lái chiếc Hyundai Accent 2018 thế hệ hoàn toàn mới. Đầu tiên chúng ta có thể cảm nhận vô lăng khá là nhẹ nhàng và êm ái nhờ trợ lực điện. Và đây chính là lợi thế của Hyundai Accent 2018 khi chúng ta phải thường xuyên di chuyển trên phố. Hộp số của chiếc xe là loại tự động 6 cấp thay cho hộp số tự động CVT như thế hệ trước. Và với việc tỷ số truyền đã được thay đổi theo tiêu chí nhẹ nhàng, tiết kiệm, linh hoạt nhưng vẫn không thay đổi cái cảm giác phấn khích cho người lái. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng thử nghiệm xem chiếc xe này sẽ tiết kiệm nhiên liệu như thế nào tại các tốc độ thông thường là 50, 60 và 80 km/h. Và để có thể chạy đều ở những tốc độ trên thì chúng ta sẽ cài đặt tính năng điều khiển hành trình Cruise Control ở những tốc độ này. Và bây giờ chúng ta sẽ xem kết quả của Hyundai Accent tại các tốc độ 50, 60 và 80 km/h. Theo những thông số hiển thị trên màn hình Comptomat về mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình, ở tốc độ 50 km/h, hộp số hoạt động ở cấp số 5, mức tiêu thụ nhiên liệu khoảng 2,3 lít cho 100 km. Ở tốc độ 60 km/h, hộp số hoạt động ở cấp số 6, mức tiêu thụ nhiên liệu khoảng 3,5 lít cho 100 km. Ở tốc độ 80 km/h, mức tiêu thụ nhiên liệu khoảng 4,2 lít cho 100 km. Thưa quý vị, Hyundai Accent 2018 được trang bị rất nhiều các tính năng an toàn khác nhau. Trong đó đáng chú ý là hệ thống cân bằng điện tử ESC được trang bị trên tất cả các phiên bản, giúp cho Hyundai Accent sẽ trở nên an toàn hơn khi chúng ta phải vào cua hay tránh những chướng ngại vật bất ngờ ở tốc độ cao. We'll be right back.
Kính thưa quý vị, Hyundai Accent 2018 thế hệ hoàn toàn mới được phân phối với 4 phiên bản khác nhau. Phiên bản 1.4 MT tiêu chuẩn, 1.4 MT, 1.4 AT và 1.4 AT đặc biệt. Tất cả các phiên bản đều đã có mặt tại đại lý ủy quyền của Hyundai Thành Công trên cả nước để sẵn sàng chào đón quý vị đến xem và trải nghiệm. Xin chúc quý vị có những khoảng thời gian thú vị cùng Hyundai Accent 2018 thế hệ hoàn toàn mới. Xin chào và hẹn gặp lại!